Hello my friend, chúng ta cùng chơi 8 game trên iPad nào. Bắt đầu game đầu tiên, Doctor Scare. Một game bác sĩ nha. Nào, xem bệnh nhân của chúng ta sẽ làm gì. Ui, vị bệnh nhân này chân mọc nấm luôn. Và móng chân rất dài, mình sẽ phải cắt móng chân đi. Và cắt nấm ở ngay chân này đi nha. Xịt nước cho rửa hết vảy ra, kinh quá. Rồi xong rồi. Một người, người tiếp theo. Người này phải làm tai à? Cắt hết lông tai đi. Lấy dái tai luôn. À, ngoài chúng ta phải hút cái gì đấy. Rất là bẩn luôn. Xong. Sạch luôn cái lỗ tai. Còn một người nữa, một người thứ ba không biết sẽ làm gì ở màn này. Cắt vảy tay à? Đẩy đẩy lên à, cắt thịt thừa tay đi nha. Cắt hết đi. Nào thằng bàn tiếp theo, ui bàn chân, chúng ta phải gọt những cái da thừa này đi, lấy cái đục như kiểu là đục gỗ luôn. Rồi tiếp đến là gọt như kiểu là cạo râu ấy. Còn ba vết bị bầm tím mình sẽ lấy đá mình chườm cho nó hết tím rồi khỏi luôn. Tiếp nào. Ủa, cái khách này làm móng à? Chúng ta sẽ cắt thịt thừa và cắt móng tay nha. Đó. Hai ngón tay có thịt thừa. Tiện thì bấm luôn móng tay cho vị khách này. Xong, sạch luôn. Tiếp theo. Làm người chân à? Người này chân bẩn à? Ui, rửa chân cũng phải đến bác sĩ. Mà gì sạch nhà được. Màn tiếp theo. Cũng là một người bị ở chân luôn, mình sẽ phải gọt hết những cái thịt da thừa này đi. Như đeo gỗ. Đục hết đi. Đây bên trên này còn này. Như bào gỗ luôn. Rồi giờ thì lấy một cái máy cạo gọt sạch đi là được. Xong luôn. Qua mà rồi, mình sẽ chuyển sang game tiếp theo thôi. Game tiếp theo là John Clare. Mình sẽ mua một vẻ ngoài mới nè. Ồ, vẻ ngoài 2.000 này. Mình sẽ mua 2.000 này. Đấy, 3.000 này. Mua 2.000 này xem sao. Xây, mặt nạ như đang ăn trộm luôn, dùng luôn. Chúng ta sẽ chạy đi lấy binh lính và chiếm thành nha. Một đám binh lính luôn. Ui chết bọn người anh em à. Nào chúng ta vào chiến đấu với thằng khổng lồ này. Ui nó cầm gậy bóng chày nó vụt cho. Nó vụt một cái mà gần chết rồi thằng. Cố lên. Cố lên. Chai nhỏ. Ui da. Còn, nó còn mấy máu nữa còn không được. Chẳng thế nào. Mình đã cố gắng hết sức gọi lại ạ. Nhảy ra đây. Oh no. Nhầm rồi. Ui chết khá nhiều rồi anh em ạ.
Không sao, màn này mình không cần nhiều nha. Vài thằng là đi giết con này, tại vì nó còn 8 máu thôi. Dê, anh em chiếm thành nào. Đáp thằng vua từ trên xuống luôn. Mình sẽ đổi diện mạo mới thôi. Diện mạo này nhìn giống thằng ăn cướp quá. Xem. Hay là chơi một ván nữa để đổi cái 3.000 đi nhỉ. Ok men. Làm một ván nữa để kiếm thêm 3.000. Ồ, đây là màn thưởng này. Nhặt vàng thôi, còn gì nữa. Sót đúng rồi. Thỏi vàng thôi. Nhặt hết 1.000 vàng. Rồi, có 3.800 rồi. Mình sẽ mua một cái mới. Diện mạo mới nha. Sưởi sừng trâu. Ổn đấy. Dùng luôn. Mình đã thu thập được một thằng đệ tử cũng cầm vũ khí giống mình luôn. Nào, vào chiến đấu với đội quân này. Ui, đội quân của nó đông á. Không biết thằng đầu trâu mặt ngựa có thể cân được hết không. Cân hết này, sưởi cân hết luôn. Phá cửa thành và đáp một vua xuống. Win luôn. Tiếp tục. Cần 4k8 để mua loại vũ khí mới. Mua hộp quà này, mình sẽ nhặt hộp quà này. Thì chúng ta sẽ mở xem được gì không. Chiếm thành nào. Ôi, đội quân này đông thế, đội quân nghĩ à. Này mình chắc không cần rồi, đội này đông quá. Ui sao vẫn cân à. Ui. Còn 8 thằng nữa. 8 thằng nữa chúng ta sẽ chiếm thành. Mình sẽ chuyển game nào. Tiếp theo là game Cyber The Fit. Đây này, mình sẽ tìm cách nào cho nước có thể vào một chỗ chú cá vàng cho nó bơi là được. Có một con cá mập này, cho nước tràn vào chỗ con cá mập đi. Chết con cá mập, giết được con cá mập rồi, qua mạng rồi, nhận 20 vàng. Ui trắng, trắng trắng chưa nào. Đẩy này này. Đẩy này cho rơi hết cái lửa này ra đã. Rồi mình sẽ cho nước vào chỗ cá vàng sau. Rồi, qua màn, tuyệt vời. 20 vàng tiếp này. Có thể mua cá mới à? Muốn cá có sừng luôn. Con sứa, ok mình sẽ dùng con sứa này. Ui giời. Lần này mình phải làm lại rồi. Như thế nào đấy nhỉ? Giúp người ta. Ok, nước đã vào được chỗ con sứa rồi. Nhận được 20 vàng.
nào mình sẽ chơi game gì đây? Đó chính là game Escape Master, một game ăn trộm và cướp tiệm vàng. Đây là phần cướp tiệm vàng thôi, cướp ngân hàng luôn, không phải cướp tiệm vàng luôn. Tiệm vàng nó bé quá, cái ngân hàng thì nó mới rực rỡ. Chúng ta đang tìm cách để vượt ra. Đang ở dưới hầm nữa à? Rồi lên à? Lên trên thì có mấy thằng cảnh sát đang đợi sẵn, đấm luôn, cân luôn, cân cân luôn. Đi nào, một đội quân kể trần luôn. Ô, còn một thằng mắc kẹp ở đây, trời ạ. Đi nào, thằng ấy bây giờ mới ra. May là không biết có anh em có đợi không. Được, may là anh em vẫn đợi. Thằng ấy chạy sau. May là anh em vẫn đợi bên ngoài. Con chó phóng xe trước mà to. Đang cướp đồng anh do be. Biu biu biu. Tí là mời mới xe mới. Mình sẽ ghé thăm shop à. Theo mình mua xe mới này nhỉ. Rồi. Dùng, vẫn dùng xe này đi. Giờ con xe khác đẹp hơn mình sẽ dùng. Nào, phần vượt ngục nha. Chắc vừa nãy cơ tiệm vàng bị bắt rồi, chúng ta vượt ngục. Rồi, 3 sao, chuẩn rồi. Đào hầm ra ngoài, có một thằng đợi sẵn. Phần tiếp theo, cũng là một lần vượt ngục. Xong luôn, quá là nhanh luôn. Cứ đào hầm ra ngoài là có một đồng đội đợi sẵn, nhảy xe là chạy không. À, mình sẽ về khu nhà của mình ở gần bãi biển, xây thêm một số thứ nào. So cool. Chúng ta sẽ chuyển game thôi. Game tiếp theo một game đua xe Biker Uchino. Gì update à? Coi game này update rồi, mình sẽ chuyển sang game tiếp theo thôi. Tiếp theo là game Pocket Sniper nha. Chúng ta sẽ dùng khẩu bắn Z căn bắn vào này. Chết luôn, sụp tòa nhà, bắn một quả bom bên dưới chân tòa nhà. Tiếp theo bắn trúng đây à. Dụng bàn thẳng xuống luôn. Tiếp là bắn một quả bom nha. Đúng không? Đây, bắn quả bom bên này nha. Ui xổi, bay mấy thằng lên trời luôn, tan xác hết. Next là vậy. Thì không bao giờ của mình có quả cung mà mình sẽ thử dùng quả cung này thôi. Xem có xi nhê gì không. Ui sụp này, để chết bọn này rồi. Ơ, có một thằng còn sống à. Một chiếc cung bắn x8 piu trúng đầu. Cung này bắn hai phát mới chết. View xuyên đầu luôn. Cô mình bắn được xa thế. Nào mình sẽ bắn vào quả bóng bay đi. Ui rồi dụng thế nào.
Chính là bóng bay cho thằng này rơi xuống nha. Ừ, chết luôn. Quả cung này có vẻ hơi khó bắn. Mình sẽ đổi thôi. Đổi sang khẩu 3Z huyền thoại của mình. Xem nào, đây là bắn đúng thanh gỗ này. Mình nhầm rồi, phải bắn thanh này chứ nhỉ. Chết luôn mà thằng. Một viên ở đâu? Xuyên đầu luôn, headshot. Phải bắn hai viên mới chết. Bắn trúng quả bom, chết mấy thằng luôn. Ô, một viên đầu chưa chết này, hai viên à? Giữa mồm luôn. Màn tiếp theo này. Ồ, màn này màn bắn lượn đất. Pim. Khó bắn vỡ hết con lợn nào được. Nhận vàng 188 vàng. Ui sổ hai viên chưa xin nhê à. Xuyên hộp luôn. Bắn xuyên hộp trúng đầu. Quá gắt. Này mình sẽ chơi quả cối này cho nó máu. Ăn sang luôn. Chúng ta có 3 viên đạn cối. Tiếp vào. Đạn cối này phải mình bắn thẳng mặt thằng này cho nó máu rồi. À. Ui, mất xác luôn các bạn ạ. Chết rồi. Trúng đầu, chết luôn, hết shot. Rồi, qua level 85 rồi, mình đã chuyển game. Game tiếp theo là Mikazulu. Bắt đầu luôn. Nhân vật của mình chạy là nhân vật thằng này. Thằng người gì ấy? Ok. Vừa lên luôn. Chạy trong một ngôi nhà. Đứa này là người gì đây? Người báo à? Người hồ báo à? Lội như siêu nhân luôn. Nhảy trong một cái... Đây giống như kiểu một cái viện bảo tàng vậy. Ăn được quà nào. Ăn thật là nhiều vàng đấy. Hình như mình ăn đầy vàng x 2 sao hay sao. Úi chà. Chúng ta phải lấy đủ số vàng để tiếp. Ui. Đập ngay vào một pho tượng đang chạy mà. Thôi là mình sẽ chuyển game mà. Tiếp theo là game đại chiến xe cộ. Đại chiến ô tô nha. Đây con xe của mình. Thế mà chọn xe khác đi. Ôi còn xe xúc xích luôn. Đây là xe xúc xích à. Xe xúc xích có vẻ khó ăn thua à. Không mua được con xe khác nhỉ. Rồi mình sẽ dùng con xe này cũng được. Select play nào. Mình sẽ ăn hỏi chấm này để bắn nhau ạ. Một khẩu súng phun lửa. Chả gặp thằng nào nhỉ. Bùm. Thằng này dài đó.
À, chúng ta ăn hòa mà chấm này. Một thằng đã bị mình tiêu diệt, bắn mấy viên đạn vào mặt luôn. Anh ạ, anh ạ. Mấy thằng xe to này nó oai thế mà cứ vi thẳng vào người ta. Léo à. Ui. Lộn cổ xe mình rồi. Nhảy đúng vào cái cầu đá. À đây là dịch chuyển tức thời. Máu à. Bị thằng khác hạ gục mất rồi. Ăn được 4 thằng và 23 điểm. Mình sẽ dừng clip ở đây thôi.